Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Bây giờ là 5 giờ chiều tối thứ bảy ngày mồng 6 tháng 11 năm 2021. Và hôm nay cơ sở đố cúp Bùi Tuấn xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị và các bạn một bộ ghế trường kỳ được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ gụ ta cũ và là bộ phiên bản đẳng cấp siêu đỉnh cao. Cái bộ ghế này thì đã được đơn vị của chúng tôi là hoàn thiện kỹ giấy giáp cũng như là si sát đánh trơ vân gỗ theo đúng lối cổ truyền. Và sau đây tôi sẽ đi vào đường nét chi tiết của bộ trường kỳ này để kính gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Và cái bộ trường kỳ này tôi xin được đọc thông số kích thước nhé. Ghế là chiều dài là 2m, nhân chiều sâu trong lòng sử dụng là 50, và nhân chiều cao từ mặt đất lên mặt ghế này là 50 phân. Còn bàn này là chiều dài là 1m1, nhân chiều ngang là 55 và cao là 79. Cùng với đó là cái mặt nã trường này, là ghế này là dày đủ đậu 2 phân, và cùng một tấm gỗ bong nằm đôi. Đó, lá thì cùng vân cùng gân. Và vách thì được đục là cảnh là sen cò sen cua thủng. Đó. Còn bệ của ghế thì là được đục là ngũ phúc giải mây. Đó, ngũ phúc giải mây. Rất là đẹp. Đây, và sau đây tôi sẽ quay vào chiếc ghế này để gửi tới quý vị trước. Và đầu tiên tôi sẽ đi vào trước mặt. Đây là mặt thuộc dạng là vân đẳng cấp luôn. Quý vị cố gắng là quan sát hết nhá. Đây, từ đầu lá đến cuối lá, chất gỗ đã đẹp rồi. Và vân cũng đẹp, thân gỗ cũng đẹp. Đó, đẳng cấp luôn. Và hàng chúng tôi đánh trần trơ si sáp nước vôi nhá. Không có làm màu bất cứ hình thức gì. Đó, không có làm bất cứ một hình thức màu nhân tạo nào cả. Và thời điểm này chúng tôi quay nó bị bóng này. Đó, quý vị xem đấy. Nó bị bóng nhá, đây bóng. Chỗ này không bóng này, nhìn chất gỗ khác ngay này. Và đi ra quá đẹp luôn. Không một nốt mắt, không một nốt lỗi lầm nhá. Và cái lá đầu này cũng không bị nứt nẻ gì cả. Bây giờ quay này nó quá bóng đây. Mà nhìn thì nó thể hiện hết ở trên camera điện thoại đây. Quay tuy mờ nhưng mà nhìn chất gỗ thì khỏi bàn rồi. Đó, đây tôi quay cao máy cho quý vị xem đây ạ. Và tiếp theo tôi sẽ đi lên cái tay. Đây, tay cuốn đây ạ. Cuốn thì là cuốn chắp nha. Và đầu cuốn này thì được đục tứ quý tùng cúc trúc mai. Và đây cuốn cũng rất là óng ả nha. Và lên trên cuốn này, đó, vân gần đẳng cấp luôn. Các cái dầm gỗ rất là mịn. Và đây ạ. Đây, tôi quay sát máy đây. Quý vị có thấy đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Và cái đầu cuốn này nha, đây, gỗ xì đét đây. Đây gỗ xì đét nha. Và xuống tay này cũng như vậy. Quá đẹp. Và chúng tôi sẽ đi vào vách. Đây, vách đây thì đây là cảnh sen vịt. Một chú vịt là chủ đạo đây, rất là to. Bối cảnh đây, sen vịt. Và tỉa các cái lông lá này, chân này, đầu mặt mỏ này. Cùng với đó là những bông hoa sen đang lở. Những cái lá sen lật mặt sau này, lá sen lở mà lật mặt trước. Và những bông hoa, những cái lá chưa lở, những cái lụ sen. Và ở ngoài này thì được đục nảy lên các cái cây nho, chùm nho. Và sang bên này là cảnh là sen cua. Sen cua đây thì cũng là một chú cua là chủ đạo chính này. Từ các cái càng, chân, các bông hoa sen. Đó, và ở bên này cũng đã được đục các cái cây nho. Cây nho, chùm nho đây. Và sang bên này là cảnh, là cảnh là sen vịt. À tôi xin lỗi, đây là sen cò. Sen cò đây thì bên kia là sen vịt, bên này là sen cò. Đây, dáng con cò đây ạ. Để quý vị xem đây ạ. Chân rất là dài, mỏ. Đầu mặt từ các lông cánh này, người nghệ nhân người ta đục ra cực đẹp luôn. Và đây là một cái bát sen, bông sen. Đây, quý vị có thấy đẹp không ạ? Đó, quá tuyệt vời. Và tôi xuống dưới này, sang bên ngang này thì ở cái dưới cái tay cuốn ngang này thì được đục các cái quả dưa, lá như lá dưa. Và đầu cuốn này thì được đục là nảy lên cành trúc đây, tứ quý, bốn mùa xuân hạ thu đông nhá. Và xuống dưới bệ này là được đục là ngũ phúc giải mây, và là ngũ phúc kim tiền mai cài thọ đây. Các cái chữ thọ này, con rơi tự trưng chữ phúc này, các cái đường đường triện này, các cái giải giải mây này, nó rất là đẹp, đồng tiền. Và gỗ thì lục lặng nhá. Yếm này thì dày 4 phân, và vách trên này cũng là dày 4 phân. Hàng cực kỳ dày dặn luôn. Đây. Và không có, quý vị để ý nhá, các cái gỗ này không có chỗ nào lứt nẻ cũng như là mắt mấu sâu xia gì cả. Đấy, tuyệt vời. Một bộ ghế mà để mà lựa chọn được như thế này thì quá khó luôn nhá.
và đầu này được đục cảnh khúc. Và tiếp theo sang bên đốc ngang. Đấy, đốc ngang đẹp từ đốc ngang luôn. Đó. Đây, và tôi quay mặt sau. Mặt sau cũng như vậy, lành lặn tuyệt đối. Và mộng mẹo mặt sau đây cũng kín đét đây. Mộng mẹo đây, quý vị xem đây, mộng mẹo mặt sau đây ạ. Đây. Đó, mộng mặt sau đây tất cả đều được kín đét. Và đây tôi sẽ đi sang chiếc ghế bên này. Chiếc ghế bên này thì mặt cũng tương tự như chiếc ghế ở bên kia. Đây ạ, mặt vân các bạn đây. Quý vị xem nhá, không nứt đầu nhá, đây không nứt đầu. Và quan trọng là cái chất gỗ. Cái chất gỗ này rất già và đen. Đó, chất gỗ rất già và đen luôn và mịn. Và chúng tôi hoàn thiện rất là kỹ. Đây ạ. Tuy rằng bóng thôi, quay bị bóng nhá. Máy điện thoại quay không phải máy chuyên dụng. Nhưng nhìn qua camera đã thấy được cái chất của đẳng cấp của cái bộ ghế này. Chất gỗ. Đây ạ. Và lên xa lên cao máy đây. Lên cao máy là nó hơi bị mờ nhá. Quá vần luôn. Và tiếp theo là tôi đi lên cuốn. Đây cuốn đây ạ. Cuốn tay. Và đây là cuốn dọc. Ống ảo không ạ? Gỗ xỉ đét nục lõi. Và vân thì phải nói là dăm mịn, sờ rất là mịn. Đó, đẹp chưa? Cái quay như này nó sẽ bị giảm mất rất là nhiều nhá. Đến xem thực tế thì nó đẹp hơn cả trên video camera điện thoại quay. Và đây từ các cái đầu đây, quý vị xem đây, những cái thằn gỗ xỉ đét không có tâm. Đó, tay bên đây. Và cùng với đó là đây cái vách. Đây là bên này là đục sen cò cũng tương tự như bên kia. Đó, sen cua, sen vịt. Và dưới bệ đây cũng như vậy, như nhau luôn. Và tôi sẽ lên cái bàn. Bàn đây thì đây quý vị có thể quan sát đây ạ. Đây, bàn cũng ống ả nhá, không vết tích gì cả. Đó, không vết tích gì cả. Và xuống dưới yếm. Yếm này cũng được đục ngũ phúc giải mây. Dưới này là được để chè này. Quý vị có thể để ấm nước chè thuốc ở dưới này. Dưới này là cái một cái đợt nữa để có thể để chân. Đây, và tôi quay tứ diện nha. Thực sự ra thì để siêu tầm cũng như là gặp được bộ ghế như thế này sạch sẽ, lành lặn lục lõi vân gần, quả thật là không dễ dàng một chút nào cả. Và đây là mặt sau. Bên này thì mặt sau thì không ngược sáng này. Đó. Và bộ ghế này thì lành lặn đến 99% nha thưa quý vị. Lành lặn đến 99% chứ không phải là 90% nữa. Lành lặn đến 99%. Và ngoài cái sản phẩm là bộ ghế trường này ra, chúng tôi còn nhiều các bộ trường khác cũng như những cái món đồ gỗ khác. Thì quý vị có thể đến trực tiếp tại cái địa chỉ là ở số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội, hoặc có thể đến khu tượng đài thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Cơ sở chúng tôi cách khu tượng đài nằm trên trục quốc lộ 32, rẽ vào trong cổng làng Phượng Trí mất chừng vài trăm mét. Và số hotline là 083 626 9999, hoặc số Zalo là 0985 230 888. Và mọi thông tin chi tiết quý vị có thể liên hệ qua cái số điện thoại tôi vừa đọc. Và quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể liên tục cập nhật cũng như là theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang đăng ngay. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.